Ôi thế giới cây nho, xin chào các anh chị. Thì hôm nay em sẽ tiến hành cắt cái vườn nho ngón tay này, cắt tạo cành cấp 1 cho nó nha. Nó đã đủ tuổi, nó đã vượt vàng khoảng 1 mét đến 1,5 mét rồi. Cành khá to, mầm ngủ khá to. Thì em đang tiến hành cắt cành cấp 1 cho mọi người xem nha. Em sẽ cắt vài ba cây để cho mọi người thấy. Đó. Em sẽ tiến hành cắt cái cành này đầu tiên cho mọi người nha. Đây. Đó, mọi người có thấy không? Nó vượt vàng khá dài luôn nè. Đây, thấy không? Em sẽ tiến hành cắt những cái chồi nách của nó đi. Đó. Rồi sau đó là cắt tạo cành cấp 1 cho nó nha mọi người. Sẽ để lại 3 mầm ngủ trên mặt vàng. Đây. Đó mọi người. Đó đây mọi người. Để lại 3 cành trên mặt vàng. Đó. 3 cái mầm ngủ nè, 1 2 nè, 3 nè, thấy chưa? Đây là cây thứ nhất. Đây là cây thứ hai nè. Đó, các anh chị cứ tính ra khi nào cái cây mà nó đủ tuổi đạt cành cấp 1 thì chúng ta cứ cắt để lại 3 cái mầm ngủ trên mặt vàng. Đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đó mọi người. Hoặc là để trên mặt vàng xíu là 1 2 3 nè, cắt ở đây nè ha mọi người. Đó. Đơn giản thôi mọi người. Đây là em làm thêm cho mọi người xem thôi, chứ nhiều clip cũng đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Đó, và sau khi cắt xong là chúng ta cắt đi những cái chồi nách nè, để cho về bữa mầm ngủ nó bung nè, thấy chưa? Đó. Đó mọi người thấy không, mầm ngủ của nó nè. Đây, rồi. Sau khi cắt là nó sẽ nằm như thế này. Rồi em sẽ tiến hành cắt thêm và tí nữa sẽ quay hết toàn bộ cái vườn cắt cho mọi người xem nha. Và đây là những cái cây nho là em đã tiến hành cắt cành cấp 1 đã xong rồi mọi người.
nè mọi người thấy không, cắt canh cấp 1 xong rồi thấy chưa, đó là từ nãy giờ là cắt rất là nhiều rồi đó, đó và cắt xong rồi cho mọi người xem này, thấy chưa không mọi người. Rồi khi nào mà nó bung mầm ra thì em sẽ ra lại phần 2 về tạo cành cấp 1 tiếp ha, cho mọi người xem ha. Đó mọi người thấy không, rồi khi nào mà nó nứt lại nó nứt ra cành cấp 1 thì sẽ chọn lọc những cành cấp 1 như thế nào và chọn lại mấy mầm thì em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người nha. Đó rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha, nhớ like và đăng ký kênh nếu cảm thấy hay nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.